đạt được điểm nào, các chị nó lâu lâu bây giờ cái giúp sức thì mình cảm nghĩ rằng sẽ không đáng là tác lại để bảo rằng nếu như ngoài kể cả những giúp sức đang rất cai có mong cầu có ý định chiếm đoạt tài sản là số tiền 246 tỷ và 69 tỷ của Ocean Bank thì cái người mà người ta chọn để làm một cái người giúp sức và đồng phạm cuối cùng trên thế gian này mới là Hà Văn Thắm. Bởi vì không có ai đã giúp sức mà lại gây hại cho chính mình như cáo trạng đã đưa ra. Thì mặc dù vậy nhưng nếu như cùng xét xử là hệ kiểm sát đã thấy rằng là có một phần đủ vì cái sự nhân quả hay là vì cái sự giúp sức một cách công tên như vậy thì cáo đủ